Kính chào quý khán giả và quý bà con. Quý vị đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Chương trình cung cấp những thông tin mới, thiết thực liên quan đến các vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm và mô hình sản xuất hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi ở nhiều địa phương trên cả nước. Và những nội dung nào sẽ có trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngành hoa Lâm Đồng chủ động đa dạng giống hoa nhập khẩu. Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện phát triển được trên 270 tổ hợp tác với 6.577 tổ viên. Giá tôm giảm thấp nhất trong nhiều năm, người nuôi gặp khó. Chuyên mục con số hôm nay, dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại khoảng 3.600 tỷ đồng. Chuyện nhà nông làm giàu nhờ nuôi cá trên lòng hồ thủy điện. Mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động hôm nay sẽ là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Để đa dạng chủng loại nhằm nâng cao giá trị sản phẩm cho ngành hoa Lâm Đồng và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc nhập khẩu một số giống hoa mới, góp phần tạo điều kiện các tổ chức cá nhân giới thiệu, quảng bá thương hiệu hoa Đà Lạt, thu hút nhiều khách du lịch tham quan. Năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Ngọc tham gia dự án nhập khẩu mua bản quyền giống rau hoa do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Công ty đã nhập khẩu mua bản quyền 10.400 củ giống hoa thực dược và 4.800 củ giống hoa hạnh phúc từ nước Hà Lan trồng tại thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt với diện tích 700 m². Trong thời gian trồng thử nghiệm hai loại giống hoa này, bước đầu cho thấy phù hợp với thổ nhưỡng và khí hậu của vùng đất Đà Lạt. Ngoài những giống nhập khẩu, mua bản quyền giống hoa, hàng năm công ty còn nhập khẩu từ 7 đến 9 triệu củ hoa lily về gieo trồng tại địa phương. Chuyển đến một thông tin đáng chú ý khác, tổ hợp tác là hình thức liên kết sản xuất đã được hình thành tại nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng. Ngoài việc hỗ trợ nhau sản xuất, trao đổi kinh nghiệm canh tác, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ở nông thôn, nhiều mô hình tổ hợp tác còn liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã và các doanh nghiệp trên địa bàn cung ứng nông sản, đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con tổ viên. Chính những ưu việt mang lại cho nhà nông nên số lượng tổ hợp tác được thành lập tại các địa phương tăng qua các năm. Cụ thể là hiện nay, toàn tỉnh có trên 270 tổ hợp tác, tăng 30 tổ hợp tác so với năm 2015, với 6.577 tổ viên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Thưa quý vị, liên tục chương trình sau đây sẽ là thông tin về giá cả thị trường một số loại nông sản đáng chú ý trong thời gian qua. Do thị trường tiêu thụ mạnh, nên trong tháng 5 năm 2019 vừa qua, giá trung bình các loại hành lá, xà lách Coron, hành tây Đà Lạt, đậu leo đều tăng so với tháng 4 năm 2019. Đặc biệt ớt chuông vàng và hành lá do một số công ty thu mua trở lại để xuất khẩu, nên có ớt chuông vàng giá tăng 10.950 đồng một ký, hành lá có giá tăng 9.100 đồng một ký. Đối với sản phẩm hoa, do không có những ngày lễ lớn, nên giá trung bình các loại hoa Đà Lạt đều ở mức giá thường ngày. Đặc biệt, hoa lily Concado giảm 12.500 đồng một bó, hoa lily Sorbonne giảm 22.500 đồng một bó. Xin được chuyển đến những thông tin liên quan đến tình hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng chú ý của bà con nhiều địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, Bình Định là tỉnh có diện tích nuôi trồng thủy sản không lớn, trong đó diện tích nuôi tôm khoảng hơn 2.000 hectare. Những năm qua, để nâng cao năng suất, sản lượng cũng như giá trị ngành tôm, thực hiện theo định hướng của tỉnh, các ngành chức năng đã triển khai một số vùng và khu nuôi tôm công nghệ cao đem lại nhiều lợi ích về kinh tế. Đây là khu nuôi tôm thương phẩm công nghệ cao trong nhà màng tại thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Úc Phù Mỹ thuộc tập đoàn Việt Úc. Thời gian qua, công ty tiến hành xây dựng hoàn chỉnh nhà màng nuôi tôm với tổng diện tích mặt nước là 2,8 hectare. Năm 2018, công ty đã tiến hành sản xuất đối với 6 ao nuôi, tổng diện tích mặt nước nuôi là 0,3 hectare, sản lượng thu hoạch 10,2 tấn trên 6 ao một vụ, năng suất 34 tấn trên hectare một vụ. Là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận cơ sở sản xuất tôm giống đạt chuẩn an toàn dịch bệnh, đơn vị này thực hiện chuỗi giá trị sản xuất khép kín từ con giống, thức ăn, tôm nuôi. Mình biết được là bố mẹ là ai, nó ăn cái gì, rồi nó sống bao lâu, rồi như thế nào. Tức là mình biết hết tất cả những cái nguồn gốc đó. Khi mà lên tới bàn ăn là mình biết chính xác là con tôm nó nuôi bao nhiêu ngày, nuôi ở đâu, hồ nào, làm sao. Thì cái giá trị của nó tốt hơn rất là nhiều. Những cái thị trường khó tính mà mình xuất khẩu đi đó, họ nắm rõ được cái phần này đó, họ trả cho mình cái giá cao hơn rất là nhiều. Mà họ rất là vui mà họ trả được cái giá cao.
Với những kết quả đạt được cùng những kinh nghiệm triển khai ở nhiều vùng nuôi tôm trong cả nước, hy vọng tại Bình Định, dự án nuôi tôm công nghệ cao Mỹ Thành sẽ là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn Việt Úc triển khai thành công chuỗi giá trị sản xuất, nâng giá trị tôm của Bình Định trên thị trường thế giới. Cũng câu chuyện về con tôm, thời gian gần đây những hộ nuôi tôm tại Cà Mau đang vô cùng lo lắng và hoang mang khi giá tôm liên tục giảm mà giá vật tư lại liên tục tăng cao. Giá tôm thế giới giảm, nguồn cung thị trường lớn được cho là nguyên nhân chính đã đẩy mức giá tôm thẻ xuống thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Một tháng qua, ở tỉnh Cà Mau, giá tôm thẻ chân trắng vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Loại tôm nguyên liệu giảm giá nhiều nhất là cỡ 70 đến 100 con một ký, có giá khoảng 80.000 đồng một ký, giảm từ 10 đến 15.000 đồng một ký so với tháng 4. Anh Thái Minh Tuấn, người nuôi tôm thâm canh có tiếng tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cho biết. Giá tôm giảm mà chi phí mấy cái thức ăn, thuốc, rồi con giống rồi vẫn tăng thì cái lợi nhuận mà không được nhiều như trước đây. Liên tục gặp sức ép về giá, hộ nuôi tôm tìm nhiều cách để đối phó với tình hình hiện tại, như tiến hành nuôi nhiều giai đoạn để tăng kích cỡ tôm nhằm bán được giá cao hơn, kiểm soát tối đa lượng thức ăn cho ao nuôi, vừa tiết kiệm vừa hạn chế dịch bệnh, tăng cường áp dụng cách làm mới trong tiết kiệm điện nuôi. Tăng thêm thì cũng đội thêm một phần chi phí nuôi cho người dân là rất nhiều. Bây giờ với cái tình hình giá tôm thì mình nên nuôi 2 giai đoạn, có thể là 3 giai đoạn luôn. Khi tôm mình nuôi trên ao dèo khoảng 23 đến 25 ngày, mình đưa xuống một cái ao, xong mình nuôi khoảng tầm 100 con mình sang tiếp ao nữa. Thì để được cái size dài lớn thì nó mới được lợi nhuận thôi. Chứ còn cái giá tôm mà 100 con thì bây giờ nó còn 8 mấy ngàn thì thật ra thì nếu mà cái size đó thì nó không có lợi. Trước tình hình trên, ngành chuyên môn tỉnh Cà Mau khuyến cáo người nuôi không bỏ ao, theo dõi thị trường, thả nuôi với mật độ thưa, kéo dài thời gian nuôi để chờ giá tôm phục hồi trở lại. Liên tục chương trình, con số hôm nay, dịch tả heo châu Phi gây thiệt hại khoảng 3.600 tỷ đồng. Chuyên mục Chuyện Nhà Nông, tìm hiểu mô hình nuôi cá trình giống và thương phẩm ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. Làm giàu nhờ nuôi cá trên lòng hồ thủy điện. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. Tính đến đầu tháng 6 năm 2019, thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu Phi gây ra ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng. Theo thông tin từ Cục Chăn nuôi, tính đến ngày 4 tháng 6, bệnh dịch tả heo châu Phi đang xảy ra tại 53 tỉnh, thành phố ở 3.536 xã và 342 huyện. Tổng số heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con với trọng lượng gần 130.000 tấn. Thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu Phi gây ra ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng, bao gồm chi phí hỗ trợ người nuôi có heo tiêu hủy, chi phí mua hóa chất sát trùng, chi phí tiêu hủy heo bệnh. Liên quan đến chính sách hỗ trợ phòng chống dịch tả heo châu Phi, Cục Chăn nuôi đưa ra hai phương án. Phương án 1 đang thực hiện theo nghị quyết 16 của Chính phủ, hỗ trợ phân theo đối tượng heo con, heo thịt các loại, heo nái, heo được giống đang khai thác các loại, hỗ trợ bằng 80% giá thị trường và hỗ trợ bằng cân. Phương án 2, hỗ trợ theo nhóm heo. Với 5 nhóm, heo đang theo mẹ mức hỗ trợ 250.000 đồng một con, heo con cai sữa dưới 2 tháng tuổi mức hỗ trợ 500.000 đồng một con, heo thịt từ 2 đến 4 tháng tuổi từ 30 đến 80 kg hỗ trợ 1.500.000 đồng một con, heo thịt từ 4 tháng tuổi trở lên 2.500.000 đồng một con và heo nái đang khai thác 3.500.000 đồng đến 4 triệu đồng. Thưa quý vị, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Nói đến huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nhắc đến đặc sản xoài. Thế nhưng nơi đây còn là cái nôi của cả nước trong việc ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm có một trại nuôi cá trình giống và thương phẩm được bà con nông dân ở nhiều tỉnh thành trên cả nước biết đến. Trên diện tích 3,5 hectare, trại nuôi giống của công ty Vạn Xuân hiện có tổng cộng 69 ao nuôi cá trình giống và thương phẩm. Trong đó một số ao ở ngoài trời, còn lại chủ yếu trong nhà kính. Hiện nay khoa học vẫn chưa nghiên cứu cho cá trình đẻ nhân tạo. Cá bột được thu mua từ người dân, sau đó đưa về chăm sóc theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 chuyển giao. Quy trình nuôi cá giống đòi hỏi kỹ thuật nghiêm ngặt, bảo đảm điều kiện sống cho cá trình con. Vì sao mà mình lại ươm cá trình giống ở trong bóng tối như vậy ạ? Vì trong thiên nhiên thì con cá trình nó ưa trong bóng tối,
đặc điểm sinh học của nó là nó sống sinh sống trong các cái hang hốc, trong cái vùng bóng tối để nó tránh các cái loài đi thải của nó. Vì vậy cho nên trong cái quá trình ương này chúng tôi phải bố trí trong bóng tối để cho con cá trình nó phát triển tốt. Khi mà mình ương cá trình giống như vậy thì cần phải lưu ý những cái vấn đề gì ạ? Đầu tiên đó là chất lượng con giống. Nếu như một con chất lượng con giống tốt thì có cơ hội mình ươm thành công cao hơn, đảm bảo các cái yếu tố môi trường trong nuôi trong thủy sản tối ưu thì có thể ươm được cái mật độ dày và tốc độ tăng trưởng nó sẽ cao. Và cái thứ ba đó là cái dinh dưỡng, cái thức ăn là ba yếu tố mà quyết định đến sự thành bại trong cái quá trình ươm nuôi cá trình. Cá bột sau thời gian chăm sóc khoảng 3 tháng sẽ được các kỹ sư, công nhân sàng lọc và phân loại cá. Ở công đoạn này, cá được phân đàn theo từng kích cỡ, sau đó chia về các ao nuôi, giúp người nuôi dễ dàng theo dõi quá trình sinh trưởng của mỗi đàn để cá phát triển đồng đều hơn. Thời gian nuôi cá bột đến lúc trưởng thành khoảng 1 năm, sau đó nuôi thương phẩm thêm 1 năm nữa thì cá đủ điều kiện xuất bán. Việc mà thị trường tiêu thụ cá thương phẩm thì thường ở những cái thị trường nào? Từ trước đến nay thì công ty Vàng Sống thị trường tiêu thụ chính là trong nước, chủ yếu là phục vụ các nhà hàng khách sạn. Sắp tới thì công ty cũng rất là mong muốn là chúng tôi có thể là làm thêm một cái số sản phẩm khác, ví dụ như cá chim phi lê này, rồi cá chim ướp theo công nghệ châu Âu để phục vụ cho thị trường để ngày một là phong phú hơn. Đến thời điểm này, trại nuôi cá chình Vạn Xuân là một trong rất ít cơ sở trên cả nước ứng dụng công nghệ nuôi cá chình công nghiệp khép kín. Năm 2018, sản lượng thu hoạch cá chình đạt tổng cộng 45 tấn, trong đó 15 tấn cá giống cung ứng đến người nuôi và 30 tấn cá thương phẩm được tiêu thụ ở thị trường trong nước. Do cung không đủ cầu, hiện giá bán khá cao, cá giống dao động từ 1 triệu 210 ngàn đồng đến 3 triệu 100 ngàn đồng một ký tùy kích cỡ, cá thương phẩm từ 430 ngàn đến 550 ngàn đồng một ký. Thưa quý bà con, nếu có dịp đến với xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, đây sẽ là địa chỉ đáng tin cậy cho bà con nông dân, những ai đang có ý định học hỏi kinh nghiệm và lập nghiệp từ nghề nuôi này. Và cũng câu chuyện nuôi trồng thủy sản, sau đây chương trình sẽ tiếp tục giới thiệu về mô hình nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 đang mang lại sinh kế ổn định cho hàng chục hộ dân ở huyện Di Linh, Lâm Đồng. Hơn 100 lồng cá ở lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 là kế sinh nhai của hơn 20 hộ chăn nuôi thôn Gia Bắc 2, xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh. Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Thiên có nhiều lồng cá nhất ở khu vực này, khoảng 20 lồng cá với đủ chủng loại từ cá điêu hồng, rô phi, cá trắm. Với nguồn nước trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 trong sạch quanh năm nên việc nuôi cá ở đây rất thuận lợi. Mỗi ngày ông Thiên cung cấp 50 kg cá cho thị trường trong vùng với giá bán ổn định 39.000 đồng một ký. Nhờ những lồng cá này mà thu nhập của các hộ chăn nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 được nâng cao đáng kể. Qua đội biến đổi này thì cái lòng hồ này nó thuận tiện đi để người lao động mình chăn nuôi, nên xã đâu đăng ký là nuôi cá tại lòng hồ này. Tất nhiên nó có rủi ro, nhưng vì sao thì được chính quyền địa phương hỗ trợ rồi mình rút kinh nghiệm ra thì mình chăn nuôi cũng thấy có đạt hiệu quả. Tự mình tìm hiểu, rút kinh nghiệm cái bệnh tật ở lòng hồ này. Bởi khi thời tiết mà nó giao mùa nó oi bức thì nó thối mang, thì mình bắt đầu mình tìm thuốc mình xử trí về cái bệnh thối mang ạ. Theo lãnh đạo xã Tân Nghĩa, nuôi cá trên lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 chính là hướng đi mới của địa phương. Nếu so với việc chăm sóc cà phê, cây trồng chủ lực ở xã Tân Nghĩa, thì nghề nuôi cá cho thu nhập cao hơn. Cụ thể với 20 lồng cá, mỗi tháng người chăn nuôi có thể mang về khoản thu nhập vài chục triệu đồng. Là địa phương cũng khuyến khích những bà con mà có cái nghề nuôi cá mà hồi xưa đó, thì họ đến đây họ sinh sống và họ cũng chăn nuôi cá từ cũng được 5-7 năm rồi. Hiện nay là cái cá mà nuôi ở đây là chủ yếu là cá điêu hồng, rồi cá chấm cỏ, nhưng mà vừa rồi được khuyến nông tỉnh đó, cũng như khuyến nông của huyện thì cũng đang thử nuôi cái cá lăn và cá hô nữa. Thì cá lăn hiện nay nó phát triển cũng tương đối, nhưng mà cá hô thì nó cũng hơi rất là khó. Tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ thủy điện Đồng Nai 2 để nuôi trồng thủy sản đang mở ra một hướng phát triển mới tại Tân Nghĩa, tạo tiền đề để địa phương tái cơ cấu ngành nghề theo hướng kết hợp nông ngư nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Những nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.